chung trước khi mình chưa làm cái công nghệ đó làm da một lần này á, thì da mình có tình trạng là nó chảy xệ, nó kiểu như nó hơi bị nhão cái lòng da này, mà đặc biệt mình có hai cái cục nọng này nó rất là to xấu kinh khủng luôn, nhìn cái mặt mình coi như là u lai á, nó to bầu như vậy. Còn cái mắt mình nó thì nó bụt, nó xuống, nó sụp mí vậy đó. Yeah. Nó bụt với lại nó kéo hai cái này, nó như có hai cái viền giận giống như là gọi là thâm quần á, tức là chỗ khi mỗi lần mình nhiêu mài lại á, nhưng mà lại mình nhăn, mình nhướng con mắt á, là bắt đầu nó nhăn rất là nhiều. Nhưng mà khi mình đi công nghệ trẻ hóa làn da này là về mình giảm rất là nhiều, như không còn cái vết sâu của cái nếp nhăn nữa. Và đặc biệt nữa là mình tự nhiên cái hai bên cái cơ mình nó mất hai cục thịt này, mất mình nó nâng lên cái thành cái cằm mình bây giờ V-line luôn, chứ hồi xưa là mình chỉ là U-line thôi chứ làm gì có V-line được, tại vì có hai cái cục nọng mà rất là to và nó da nó cứ chảy xuống như này, kiểu như nó mềm á, nó cứ chảy xuống. Và bây giờ nó đốt mỡ hay sao nó nâng cơ lên luôn, là như mất luôn, mất đi mấy cái đó rồi. Yeah. Cho nên giờ khuôn mặt mình nói chung là nó thấy nó trẻ hơn tuổi rất là nhiều, chứ so với lúc trước trời ơi nhìn nó già lắm. Và nếu như các bạn muốn chăm sóc cho cái làn da đẹp khỏe từ bên trong, trẻ hơn 10 tuổi sau một giấc ngủ trưa, ngay lập tức, mọi người hãy cùng đến với Thanh Mai, thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương. Baby Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. Baby Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực,